Xin được hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại Phong Thủy Xa Cát. Thay mặt cho 20 tập chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông và phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021, Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 nhâm dần đã đi được nửa năm. Và trong tháng 6 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm mới 2022 thì mọi người, chúng ta đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy. Thưa quý vị, tháng 6 năm 2022 thì những gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cuốn đồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 6 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và cùng với đó là mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì rất là hay, tuổi Ất Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 6 âm lịch này. Trước khi bước vào nội dung cụ thể, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi lắng nghe tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Sửu sinh năm 1985 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh hải trung kim, tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Cuộc sống của họ cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống cảnh sung túc, từ trung niên mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình, đều không có gì phải lo lắng nhiều. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh của những người tuổi Ất Sửu, có thể một đôi lần gặp phải tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới nên đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình và nữ giới cũng không nên bầu bạn với người đàn ông đã có vợ để không vướng phải nguy cơ trở thành người thứ ba. Tháng này tình hình sức khỏe của người tuổi Sửu sinh năm 1985 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi, bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư và chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và sinh phù. Trong tháng này, quý vị gia chủ Ất Sửu nên có cơ hội thì chúng ta nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu, góp ý, gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời, làm cho qua loa, cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc, mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng chảnh mạng, hình thành thói quen không tốt của bản thân. Trong nửa đầu năm 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu, bản mệnh sẽ mãi trượt dài trong thất bại sau đó. Cần phải học cách tiết chế và đổi mới bản thân càng sớm càng tốt. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi đường tài lộc của gia chủ sinh năm 1985 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết.
Ví dụ như việc mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến cho bạn gặp rủi ro tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Ất Sửu không quá ổn định. Các quý vị gia chủ Ất Sửu có phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước cho nên là khiến cho bản thân lo lắng về chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần phải chú ý khám sức khỏe thường xuyên để có thể kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc là bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các quý vị gia chủ Ất Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 4, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây nên những trúc trắc nhất định trên con đường tình duyên của những người tuổi Ất Sửu. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đứa đôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Ất Sửu, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Và trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu như bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hò hẹn, được giới thiệu qua người khác, bạn nên cho bản thân mình và cũng cho người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn thì tốt hơn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Sửu. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể.
như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những quý vị tuổi 1985 trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.